Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong chương trình cộng đồng sống sạch sành xanh, hơn 1.000 người dân đã được khám tổng quát và xét nghiệm miễn phí vi khuẩn HP, một trong những nguyên nhân gây ung thư dạ dày, căn bệnh ung thư phổ biến thứ ba tại Việt Nam hiện nay. Tại sự kiện, người dân được tầm soát vi khuẩn HP và khám sức khỏe miễn phí gồm khám tổng quát, khám chuyên khoa tiêu hóa, tai mũi họng, chụp X-quang, siêu âm, điện tim, kiểm tra đường huyết. Ngoài ra, người dân còn được các bác sĩ tư vấn về sức khỏe và dinh dưỡng cũng như phát thuốc miễn phí theo đơn. Cũng biết là cái virus HP thì nó lại là nguyên nhân chính để gây ra cái bệnh ung thư dạ dày. Cho nên là hôm nay là biết được công ty Meolife tổ chức cái chương trình này thì mình cũng muốn đến để kiểm tra xem là cái sức khỏe của mình để mà về có thể là chữa trị hoặc là mình hướng dẫn người thân ấy, để không ăn uống chung, để không lây. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Sống Sạch, Sành Xanh do Manulife Việt Nam khởi xướng từ tháng 6 năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ sức khỏe, hệ tiêu hóa, phòng tránh ung thư dạ dày. Trước đó, chương trình đã được tổ chức tại Hà Nội, thu hút hơn 1.000 người dân đăng ký tham gia. Với cái sự thành công của chương trình ở Hà Nội, Hồ Chí Minh thì cái điều đó làm cho công ty càng quyết tâm hơn với việc là mình có thể mở rộng cái chương trình này ra những cái tỉnh thành khắp nơi trên toàn quốc, giúp khách hàng cũng như là cộng đồng tầm soát và phát hiện HP sớm và chữa trị. Đây là một phần trong cái cam kết của công ty về việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời là góp phần xây dựng cái cuộc sống chất lượng tốt hơn cho người dân Việt Nam. Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện nay khoảng 70% người Việt Nam bị nhiễm vi khuẩn HP và hơn 80% ca ung thư dạ dày liên quan đến vi khuẩn này. Đáng lo ngại, nhiều người không biết mình bị nhiễm vi khuẩn HP.